Ê, Từ Siêu xin chào các bạn nha. Thì hiện tại thì Từ Siêu cùng với anh Phương Đệ sẽ chạy thử con tàu. Thì tàu này là tàu mô hình ha. Nó theo mẫu là của tàu kéo, tàu cứu hộ ha. Thì mời các bạn xem nó chạy trên mặt hồ như thế nào. Chờ xem nha. Yeah. Này chạy buổi tối nha, đèn đẹp lắm nha các bạn. Dạ anh ơi, dạ coi. Dạ tới đây luôn anh ơi. Quá đã, dạ các bạn. Ồ, sống rồi. Đó. Cái chiếc này là giá nhiêu anh? Chiếc này á, bình thường thì khoảng có 15 triệu. Bình thường là 15 triệu ha. 15 triệu. Là hoàn thành hết, đồ mới hết toàn bộ ha. Là tại mình làm đó. Dạ. Chứ còn mà nếu mà qua đại lý thì có thể có hơn, mà nhưng giờ mình cũng anh em thích thì có thể mình giảm giá. Dạ. Thì các bạn thích thì cứ liên hệ với anh Đệ nha. Dạ. Một bề dài 1m6 ha. Rồi bề nhiệt bề ngang của nó là 45 cm ha. 45 cm. Đó, bây giờ theo giống mẫu gì đó, rồi các bạn muốn mua phim phụ kiện thì mua cái gì gắn vô gắn đi. Đó, thì cái mẫu nó vậy đó. Wow. Đẹp nha. Cái chiếc này anh làm là trong vòng bao nhiêu ngày anh? Nếu mà khởi công làm thủ công là khoảng 1 tháng. À, làm thủ công là 1 tháng ha. 1 tháng trời mới được cái vỏ. Rồi chưa tính là lắp ráp hả? Chưa tính phụ kiện các thứ. Đó là chỉ làm thân vỏ này kia hoàn thành. Ủa tại sao mà nó có cái nước chảy ra đó gì anh? Em không hiểu. Đó là giải nhiệt motor. Giải nhiệt motor ha. Dạ. Nó mỗi lần nó chạy nó phải bơm nước giải nhiệt motor. Dạ. Thì buổi tối thì mình quay cho các bạn coi cho đỡ buồn ha. Tại vì lần đầu tiên mình cũng quay tạo mô hình. Rồi sau này mình sẽ kết hợp với anh Phương Đệ ha, để làm những cái clip hay hơn về tàu mô hình ha. Anh Phương Đệ hiện tại thì anh có làm được cỡ bao nhiêu mẫu anh? Này là mình làm 4 với 5 mẫu. 4-5 mẫu ha. Mỗi mẫu tàu kéo, tàu chiến, tàu sân bay, tàu cá, tàu cao tốc. Dạ. Nói chung là đưa mẫu nào anh làm cũng được chứ hả? Mẫu nào làm cũng được. Dạ, quá hay các bạn. Hiện thời thì sản phẩm của mình thì khoảng chừng trên 20 chiếc như thế này. Trên 20 chiếc là anh? 20 chiếc. 20 chiếc cho em quay là biết bao nhiêu clip mà cho các bạn coi. Trên 20 chiếc, 4-5 mẫu này. Dạ. Mỗi mẫu, mỗi màu, dạ, mỗi thứ. Thì các bạn nào muốn đặt mẫu nào thì đưa cho anh Phương Đệ nha. Rồi kích thước làm sao đó là làm giống y chang vậy luôn ha. Rồi muốn vẽ tên, viết tên gì đó, cứ liên hệ. Bao chất lượng. Chất lượng, là phụ kiện là chất lượng phải không anh? Bao chất lượng. Ủa cái bình trong đó là bình như vôn gì anh? Bình 30 ampe, 12V. Dạ. 30 ampe là bình 6 học. Dạ. Bình là gọi là mắc tiền nhất ở trong đám bình. Dạ. Cái mẫu này là anh nhìn theo của nước nào làm với anh? Nhìn được rồi thì mình nhìn của nước ngoài như là của Mỹ, của Anh. Được rồi, thấy Trung Quốc nó nó xách tàu này ra, nó gượt tàu của Việt Nam mình là tức quá rồi, mình làm cho Việt Nam mình có đối đầu lại. Nói dẫn chơi thôi các bạn, chứ tàu mô hình mà. Tàu mô hình thì nó làm cho có gì đó. Dạ. Tại vì mình thấy cái mẫu này nó lực lượng nó mạnh dạn quá. Dạ. Rồi lúc mà anh biết làm tàu mô hình này là năm mấy tuổi vậy anh? Đam mê thì còn bé. Dạ. Mà phát hành làm khoảng 3 với 4 năm nay. 3-4 năm nay ha. Nói chung là nó cũng có tổn thất rất là nhiều, nhưng nó mới thành công đó. Thì các bạn nghĩ đi, thì lúc nào cũng có thất bại sẽ có thành công. Mốt cho các bạn cái clip ở trên Từ Siêu đó nghe, là đồ mà hư ra là bỏ cả nóc nhà. Quá dữ. Đồ mà nó bị không đạt, không phái. Dạ. Là cỡ nóc nhà tiền có bê xích đó. Trời ơi. Bình này là chạy chắc cỡ 3 tiếng hồ chưa hết bình đó. Quá. Mấy cái bình mà loại 500-300 ngàn, mà bình 12 ampe, 15 ampe thì chạy cỡ 40 phút là hết rồi. Dạ. 30 phút hết.
Cái này anh đoán cỡ tốc độ nó cỡ nhiêu lý anh? Mười mấy lý không? Chạy hiện giờ nào đó, chạy nhanh vậy đó. Hiện giờ thì này thì chắc mình độ khoảng cỡ chục lý. Chục lý đổ lại ha. Bị tàu kéo. À. Nó mang sóng với nó có lực trước mũi thì mình thấy đẹp. Dạ. Còn những mình có những chiếc tàu tốc độ thì tốc độ khác. Dạ. Thì chắc clip này đến đây kết thúc quá anh. Tại vì thấy thời gian nó cũng tối rồi, chạy nãy giờ cũng nhiều ha. Thì nếu mà các bạn thích á thì cứ liên hệ với anh Phương Đệ, đem ra mẫu nào thì cũng làm được nha các bạn. Thì để Từ Siêu sẽ làm những cái clip hay hơn về mẫu, những mấy mẫu tạo mô hình này nè ha. Bây giờ hiện giờ là chạy trên hồ nha các bạn. Chạy trên sông là trên sông rồi trên biển nó khác nữa nha. Trong cái hồ này khác, trên sông trên biển nó khác. Rồi có những cái tàu lớn ở ngoài nữa. Đó. Rồi và clip này đây kết thúc nha. Rồi chào khán giả đi anh. Xin chào, hẹn gặp lại những clip sau của Từ Siêu nha quý vị.